Anh Lợi ơi, anh Lợi. Ai đây? Anh là Lợi ạ. Có chuyện gì? Bọn em bên công ty tài chính An Toàn, anh có vay của công ty bọn em với số tiền là 30 triệu. Hôm nay bọn em tới đây để nhắc cho anh khỏi quên. Dở hơi à? Tao vay mượn lúc nào? Đây anh, trong này có giấy tờ của công ty đây, ông anh xem đi. Chết này. Đánh con kia kìa. Để yên tao chơi. Đánh con kia nó mạnh hơn. Ơ kìa, tao bảo để yên tao chơi cơ mà. Có ai chuyển tiền cho tao này mà chuyển nhầm những 30 triệu luôn? Hay là ai chuyển tiền hàng? Nhưng mà trong nội dung chuyển lại ghi là cho L vay. Thế là thế nào? Hay là có ai cho mày vay tiền để trả nợ lão hóa? Không, tao có vay mượn của ai bao giờ đâu. Mày làm gì có ai cho vay? Lạ nhỉ. Thế bây giờ xử lý số tiền này thế nào? Thì thôi, người ta cho mình vay rồi thì mình cứ cầm, không tiêu được. Bao giờ người ta cần thì mình trả. Chắc là họ chuyển nhầm. Mà nhìn kỹ lại xem, có thấy số tài khoản của họ không? Thì chuyển khoản lại cho họ. Không thấy có. Làm sao bây giờ nhỉ? Thôi, kệ đi. Cứ để đấy vài hôm xem sao. Họ mà phát hiện chuyển nhầm, kiểu gì họ cũng báo ngân hàng thu lại thôi. Làm gì có ai ngu đến mức độ mất tiền như thế. À, có phải bên mày chuyển nhầm đấy không? Đúng rồi anh. Đưa số tài khoản đây, tao chuyển lại cho. Nhưng mà chúng mày phải chứng minh được đây đúng là số tiền của chúng mày, thì tao biết chúng mày là ai. Đây anh, trong này có ghi rõ rồi mà. Họ tên của anh đây, giấy tờ đấy, ông anh xem đi. Thôi được rồi, 30 triệu đúng không? À không anh ơi, 30 triệu chỉ là tiền gốc thôi. Tính cả lãi thêm nữa là 3 triệu nữa anh ạ. Giờ ơi à, sao lại lãi? Ồ hay, cho vay thì phải có lãi chứ. Thế bọn này uống nước lã ra làm đưa tiền cho ông anh vay. Chúng mày bị thần kinh à? Tự nhiên chúng mày chuyển nhầm tiền cho tao, giờ bắt tao đóng lãi. Tao chỉ trả đúng số tiền mà tao được nhận thôi. À không được đâu anh ơi. Bọn em đến đây ấy, là thu cả gốc cả lãi. Không là ông sếp, ông ấy giết bọn em mất. Với lại bọn em thì cũng chỉ là nhân viên thôi. Sếp bảo gì ấy, thì em làm đấy. Mày gọi luôn thằng sếp của mày ra đây. Địch nói nhiều. Thế anh có định trả hay không? Mất hơi nhiều thời gian rồi đấy. 30 triệu thì tao trả. Hơn một đồng không có đâu. Lại ông anh, thế bây giờ ý ông anh muốn như nào, có định trả hay không? Chúng mày thích như nào, như nào cũng được luôn đấy. À, có chuyện gì đấy? Mấy ông mày đến đòi tiền, chúng mày mời vào nhà uống nước. Hai anh cứ bình tĩnh, vào uống miếng nước đã, rồi từ từ nói chuyện. Này, mấy thằng đeo răng lợn mà cứ tưởng nanh hùm này ở đâu ra đấy? Mày ra đóng cửa lại, đuổi bớt người đi. Tới luôn à? À, thôi mọi người ơi, mọi người giải tán đi, không có việc gì đâu ạ, hiểu lầm thôi ạ. Thôi, ai về nhà đấy đi. Bác ạ. Có chuyện gì đấy? Dạ, không có chuyện gì đâu bác ạ. Xem giấy tờ nào. Cô kìa, chúng mày thích gì? Hai thằng chúng mày thích vào nhà, thích vào nhà bố mày làm loạn đúng không? Bình tĩnh, bố mày chết chết mày luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bỏ ra. Nào, vào đây. Bình tĩnh cái nào. Mày bỏ ra. Bố, chúng mày làm gì thế này? Chú Lâm ạ. Định làm loạn nhà tao à? Chú Lâm ạ. Chú là bố của thằng Lợi. À, anh Lợi đây ạ. Phải. À, anh Lợi đây có vay tiền của chúng cháu ạ. Chú xem thế nào, chú bảo anh Lợi trả tiền cho bọn cháu ạ. Con không vay mượn gì của chúng nó cả. Có giấy tờ tin nhắn mà chú. Là chúng nó chuyển nhầm cho con. Bây giờ vào tận nhà mình đòi. Chuyển nhầm? Nói thế mà tin được à? Con thề với bố, con không vay mượn gì cả, bố phải tin con. Đúng rồi đấy bác ạ, Lợi không vay mượn tiền đâu ạ. Có bọn cháu làm chứng. Người ta chuyển nhầm tiền vào tài khoản của Lợi, xong đến đây lại đòi tiền lãi. Vô lý như thế thì ai mà chấp nhận được ạ. Tao đã mất mấy trăm triệu với cái tội ngu của mày. Giờ mày bảo tao phải tin mày thế nào? Cút vào nhà.
Bác ơi, Lợi không vay tiền. Oan có đầu, nợ có chủ. Nợ của thằng Lợi tôi sẽ trả đủ. Còn bây giờ thì cút, đừng bao giờ đến đây làm loạn. Chào chú.